Dạng từ bên mé sát bên cái lô cao su kia đúng không nè? Ờ rồi. Tới tới đây luôn. Nó buông luôn. Buông đây rồi. Buông đây luôn hả? Ủa nhìn nó chỉ tới cái chỗ bên đây đúng không? Không, bên bên đây là tới cao su non thôi đúng không? Tới cái cây cao su non này đúng không nè? Tới tới cái chỗ bật gốc. À, trong vòng bật gốc là thôi đúng không? Trong đông y trước kia thì nó không có bệnh tăng huyết áp mà là có người xưa người ta cho cái huyết áp cao này nó nằm ở trong cái chứng lĩnh vực, tức là thường có những triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt, đau đầu và sa sẩm mặt mày, nó là nằm trong chứng lĩnh vực. Thế và cái bệnh như này thì cũng nó liên quan đến các vi tạng như là tạng can, tạng thận, do cái can, do cái thân thể của chúng ta căng thẳng nó cũng dẫn đến cái tình trạng tăng huyết áp, hoặc là nếu tắc các cái kinh nào và dẫn đến tình trạng bệnh, và còn nếu mà về điều trị thì cũng theo cái yếu tố người ta cần cũng có thể cái thằng ra. 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 C
chạy này, chạy 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 cái cholesterol rất là tốt để chị bị tăng 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 cholesterol rất là tốt để chị bị